Tôi nghĩ còn một điểm rất là khác biệt mà mọi người hay nói đến về RMIT cũng giống như Hà ban nãy có chia sẻ ý, là tôi một cái định kiến đó là trường RMIT toàn con nhà giàu hoặc là không đỗ đạt gì thì mới vào trường. Đó là một cái định kiến mà tôi nghĩ là tồn tại rất là lâu được không, và cũng ảnh hưởng phần nào đến cái quá trình mà ra quyết định chọn trường chọn ngành của mình. Vậy thì em đã hỏi chị Hương trước đi, là không biết là cái thời đó chị có nghe được, mà chắc là năm 2009 em nghĩ là mình nghe rất là nhiều về những cái định kiến như vậy đúng không ạ? Đúng là năm 2000 hiện tại vào cái thời điểm mà lúc cháu đầu tiên quyết định học cái trường RMIT thì cái dư luận về cái định kiến và cái dư luận về cái việc là trường RMIT là toàn dành cho con nhà giàu, và đâu đó là các em vào đây là toàn những cái bạn mà chắc là cũng hỏng hiu của các cái trường Việt Nam không thi đỗ đạt nổi thì mới vào được đến đây. Thì thực ra thì tôi cũng rất là buồn tại cái thời điểm đấy, bởi vì là khi mà quyết định cho con tôi vào, bởi vì thực ra cháu thì là lúc bấy giờ là học cũng thi đỗ một cái trường Việt Nam, cháu thi đỗ vào trường Đại học Hà Nội, mặc dù là chúng tôi đã quyết định cho cháu học RMIT nhưng mà vẫn cho cháu thi đỗ, thi quyết tâm thi vào trường cấp 3, đỗ cấp 3 và đỗ vào trường Đại học Hà Nội, bởi vì là để có một cái chứng minh là để cho các bạn biết, để cho các bạn cùng trang lứa biết là không phải là vì là bạn trượt trường này thì mà cũng vào trường kia đấy. Và hơn nữa là trong quá trình mặc dù chúng tôi quyết định nhưng chúng tôi vẫn cứ nói cháu là phải học hết sức mình, vẫn thi đỗ đạt, vẫn tham gia các cái kỳ thi và thi đỗ thật tốt, bởi vì rằng là cái điều đấy thể hiện chứng thực được có một cái cơ sở để chứng thực cái bản thân mình. Mà hơn nữa là chúng tôi nghĩ là khi mà chúng tôi nộp học bạ vào cả cháu thứ nhất và cháu thứ hai vào trường RMIT thì cái điểm tốt nghiệp của cái cấp 3 và điểm học lực trong 3 năm mấy năm ở phổ thông cấp 3 cũng phải là điểm khá trở lên. Cho nên là không phải là các bạn mà thi trượt cá biệt hoặc là không học hành gì nổi thì mới có thể là học ở trường này. Điều thứ hai là giữa hai cái suy luận của trường Việt Nam và trường Tây thì cái đầu vào của trường RMIT nghe ngoài thì chúng ta thấy rất là lỏng, bởi vì là có thể là không cần thi đỗ đại học rồi điểm khá trở lên, trong khi các trường ở Việt Nam thì là phải là điểm rất là cao rồi vân vân và vân vân. Thế thì ở đây thì họ chủ yếu là dựa trên điểm IELTS và điểm cấp 3. Thế thì khi mà với một cái khái niệm là thi đầu vào rất là lỏng nhưng đầu ra của họ rất là chặt, nếu vào đây mà chúng ta không học nổi thì cái quy luật đào thải chắc chắn là chúng ta sẽ phải trượt học lên học xuống, hoặc là ví dụ như là chúng ta cũng phải học dài hơn các bạn. Thế cho nên là và các trường đại học ở nước ngoài cũng vậy thôi. Họ cũng thưa có một cái đầu vào rất là lỏng để cho họ tạo điều kiện cơ hội cho tất cả những ai cũng có thể có khả năng vào học cái trường đấy, nhưng khi đầu ra là họ siết rất chặt, nếu anh không học được thì xin mời lại học lại hoặc là thôi, nói chung là cũng thi trượt đấy. Thì nếu mà chúng cái suy nghĩ đấy thì tôi nghĩ là đến giờ phút đến cháu thứ hai thì không còn nữa, bởi vì là lúc đầu thì trường mới vào thành lập và cũng nhiều phụ huynh cũng chưa biết trường này nó như thế nào, chất lượng đào tạo ra sao. Và cũng có những cái, và cũng có một số các cái trường hợp, thực ra thì cũng có một số các trường hợp các cháu vào là những cái trường hợp như vậy, cho nên cũng gây nên ảnh hưởng cái danh tiếng của nhà trường. Nhưng sau rất nhiều năm thì chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng rất là tốt. Hiện nay thì tôi biết là rất nhiều các cái bạn sinh viên, thậm chí học ở cái trường AM hoặc là những cái trường hàng đầu, đại học hàng đầu, các bạn cũng được bố mẹ ủng hộ cho học vào cái trường này. Và tôi thấy rằng là cái gì mặc cả cái định kiến về cái trường RMIT dành cho các cái cháu mà nhà giàu như vậy không còn nữa. Và đặc biệt là hiện nay thì tôi đang có một bạn nhân viên học khóa 1 của trường RMIT. Bạn đã ra trường được một vài năm nay, thì sau khi bạn học trường RMIT khóa 1 xong, bạn học master ở Anh, sau đó bạn về làm ở một số các công ty, và sau đó bạn cũng làm ở RMIT và sau đó bạn làm cho chúng tôi. Thì tôi thấy là con đường phát triển của bạn ấy rất đúng lộ trình, và bạn ấy học được những cái kỹ năng rất là tốt ở trường RMIT, và tôi thấy là bạn bắt nhịp vào công ty của tôi và làm rất là tốt. Chị, vậy thì với tư cách đúng là một người trong cuộc đi, Hà đi là một bạn sinh viên chúng ta đã từng được trải nghiệm tất cả những gì mà trường mang lại cho bạn, thì em thấy là thực sự cái định kiến đó có phải đúng không? Em là minh chứng của cái phản biện cho cái mà định kiến này, vì là gia đình em rất là bình thường, bố mẹ đều là công chức, thì đương nhiên em không phải là con nhà giàu rồi. Thế nhưng mà có một cái điểm mà em nghĩ là bố mẹ em rất là chịu đầu tư cho việc học vấn của em và cả em gái em. Hiện nay thì em gái em cũng đang học RMIT, cũng mới cháu kỳ học thứ hai rồi ạ. Nhưng mà bố mẹ em rất là đầu tư và biết rằng đấy là một cái sự đầu tư đúng đắn, khi mà con mình vào thì không phải là chỉ chơi mà vào đấy là sẽ có học học và
thật sự là mỗi lần mà ví dụ như có học lại thì là sẽ là 20-30 triệu, thì chả có một bạn nào em nghĩ là muốn vứt ngàn đấy số tiền của bố mẹ mình đi cả. Thêm nếu nghĩ ra thì các bạn sẽ rất là khó học. Và em gái em thì em thấy là đi học rồi là đi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ rất là nhiều. Và em thì có một cái chia sẻ của bản thân, đấy là cái lúc mà em học của RIT thì là em tham gia một số cái câu lạc bộ, và đấy cũng là một cái khởi điểm để cho em có được cái những cái công việc trong lúc mà em đang đi học. Thì có một chị ở trong trường giới thiệu em là ở chỗ kia có đang tuyển thực tập viên đấy, thế là em đi làm thực tập ở trong Sài Gòn, là một công ty quảng cáo rất là lớn ở trong đấy, mà đi vào đấy em phỏng vấn có 5 phút là xong rồi ạ. Chỉ đi vào phỏng vấn, chị hỏi lại 2-3 câu, chị nhìn được cái lộ trình học với cả một cái số cái kinh nghiệm ở trong trường, thế là chị nhận vào luôn. Và em làm việc ở đấy khoảng gần 1 năm, thì đến lúc mà em học xong đại học và em về Hà Nội, lúc đấy là vì nhớ bố mẹ quá quyết định là về Hà Nội, thì cũng nộp đơn và ngay lập tức là được tuyển vào VTV. Lúc đấy mà mọi người thì chắc là cũng biết là VTV là một công ty nhà nước thì là rất là khó để có thể vào, và đấy là một năm duy nhất mà VTV có mở chương trình tuyển nhân viên, còn thường thì là không có. Thì ngay lập tức là em thấy được là em có được những cái lợi thế khi mà em học ở một trường môi trường quốc tế, em chủ động. Mà lúc mà tham gia các cái câu lạc bộ đã tự mở ra cho mình một cái cơ hội mới luôn rồi. Câu hỏi mà trường con nhà giàu hay không thì em cũng từng hỏi Vi Linh đó chị Vi. Tức là cái thời mà bạn mới vào trường nhận được học bổng thì cũng có hỏi Vi Linh. Thì Vi Linh cũng chia sẻ là đúng là trong trường của bạn thì cũng có những bạn là nghĩ là trường RIT giống như định kiến, nhưng ngược lại cũng có rất nhiều bạn là sau khi tham gia trải nghiệm này thì rất là thích và đặt mục tiêu vào trường giống như là Vi Linh vậy. Và không biết là có phải là vì Vi Linh cô chị đã truyền cảm hứng cho cô em mà Vi Linh đã từng, em từng biết là từng từ chối một học bổng 100% ở một trường đại học khác để theo học trường mình không ạ? Và nếu mà xét theo nguyên tắc đầu tư thì có vẻ nó hơi phi logic đúng không ạ? Thực ra thì đúng là như thế đấy ạ. Bởi vì nếu mà nói về từ góc độ tài chính thì đấy là một cái quyết định mà gia đình cũng rất là đau đầu mất một ngày. Bởi vì khi cái trường đó với cái trị giá học bổng như thế nó là cũng là đến 500 triệu, thì toàn bộ đấy nó khoảng 500-600 triệu, nó tương đương gần tương đương như là cái mức học phí của trường RMIT này này. Thì họ khi mà thông báo cho cháu thì có một khi thông báo cho cháu thì chỉ cho có một ngày thôi để gia đình quyết định, để mà có gì là nếu như mà từ chối thì để dành cơ hội cho các bạn khác. Thì cái ngày đấy là ngày mà gia đình rất là căng thẳng, thực sự rất căng thẳng. Việc mà xác định cho cháu vào RMIT thì đã xác định từ trước rồi, bởi vì có cô chị đi trước cho nên cô em thì thứ nhất là gia đình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều rồi, như là lúc trước cũng đã trao đổi. Cái thứ hai nữa là bản thân cái cô em thì chỉ quá kém cô chị có 2 năm thôi, thì bản thân cái quá trình cô chị thì cũng hay kể chuyện, cũng hay chia sẻ, thì bản thân cô chị cũng truyền lại rất là nhiều những cái hay, cái lý thú khi mà học ở trường, cho nên là cả gia đình lẫn cô em đều đã xác định trong đầu là RMIT rồi. Thế nên khi mà rất là tình cờ thôi, là bởi vì bạn ấy là khi mà cái trường đó họ vào cái trường phổ thông trung học mà bạn đang học ấy, thì họ lấy ba bạn được điểm cao nhất, xuất sắc nhất trường để người ta test, và người ta làm các cái phỏng vấn rồi test, thì bạn ấy được đạt cái học bổng 100%, chứ cũng không phải là bởi vì đã xác định từ đầu là vào RMIT rồi, nhưng cũng không có ý định là apply đi khắp nơi, thực ra là như thế. Thế nhưng mà vì là có cái câu chuyện đấy thì bạn lại được, và được cái thông báo đấy thì gia đình cũng bất ngờ nên là căng thẳng. Thế nhưng mà đấy cũng nói là cũng đã xác định từ đầu, và đặc biệt là cũng như chia sẻ từ đầu ấy, cái mà gia đình mà phải phù hợp nhất ấy, chính là cái chương trình trao đổi. Mà cái chương trình trao đổi đấy là cái mà gia đình cũng rất là mong muốn, và bản thân bạn ấy cũng rất là mong muốn. Thế đâm ra là cuối cùng thì cũng đã đi đến một cái quyết định là từ chối cái học bổng đó, để tiếp tục là cố gắng phấn đấu để mà vẫn apply cái học bổng của trường RMIT và để theo học của RMIT. Đấy thì cũng là chia sẻ là như thế.